Vâng, thưa chị, xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Chào mừng toàn thể cô chú anh chị quay trở lại với kênh YouTube Thiên Định Vinhome. Trước mặt của chú anh chị chúng ta đây chính là góc của khu Hải Âu và khu San Hô, góc hồ 24,5 ha. Hôm nay trời nắng cho nên cái không gian cũng như không khí của chú anh chị chúng ta có thể thấy là nó nước hồ rất là xanh luôn, trong xanh luôn. Thiên Định cảm nhận rất là đẹp cho nên Thiên Định muốn quay lại cái không gian cảnh quan cho cô chú anh chị xem. Đẹp lắm đấy cô chú anh chị ạ. Không biết là nhìn qua video thì như nào nhưng mà thực tế hình ảnh thấy cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đây, bên này là những cái căn biệt thự đơn lập khu Hải Âu. Những căn biệt thự Hải Âu 01. Biển hồ 24,5 ha. Ở đây là Thiên Định đang đứng tại vườn BBQ vườn Ngọc Trai của chị nha. Vườn này là vườn BBQ Ngọc Trai. Đây là vườn nướng. Nước hồ thì xanh ngắt luôn. Đấy, buổi chiều đứng rất là mát luôn. Cô chú anh chị chúng ta có thể thấy là nhìn những cái lá dừa thì chúng ta có thể thấy là gió rất là mát. Gió dưới hồ lên nước mát lắm cô chú anh chị ạ. Không gian buổi bây giờ đang là 3:30 chiều. Trời thì có nắng nhưng mà thực ra là nắng này thì gió từ hồ lên nó làm cho dịu lắm. Nó không có nắng gắt cô chú anh chị ạ. Nó nắng kiểu như nắng dễ chịu. Cô chú anh chị chúng ta là biết là dự án Vinhome Ocean Park đến thời điểm này nó rất là tuyệt vời. Mọi người tới tham quan ai cũng phải trầm trồ khen ngợi luôn. Một cái dự án đẳng cấp. Nhìn tuyệt vời không? Rất là đẹp luôn. Gió này, nhìn lá dừa là biết gió rất là mạnh luôn nhá. Mát lắm, đứng để mát lắm ấy. Bên kia là chính là những cái căn biệt thự đơn lập tại đảo Ngọc Trai cô chú chị ạ. Căn biệt thự đơn lập tại đảo Ngọc Trai này là những cái căn đang có giá từ 50 đến 55 tỷ một căn. Cô chú chị thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp. Ở giữa biển hồ cô chú chị nhìn có thấy cái gì kia không? Thế thì sẽ giải thích luôn, đó là một cái cánh buồm. Một cái cánh buồm mà chủ đầu tư làm thì cái hệ thống đó là hệ thống phun nước nha cô chú chị ạ. Hệ thống phun nước thì những cái tia nước mà khi được phun ra ấy, giống như buổi tối thì những cái tia nước phun ra thì được những cái ánh đèn nó chiếu vào thì những cái tia nước nó tạo nên cái cánh buồm nó rất là đẹp luôn. Đấy, tạo nên những cái cánh buồm ánh sáng rất là đẹp. Nhưng mà khi nào mà cái nước nó phun ra ấy, thì nó tạo thành cánh buồm thì nhìn giống như chiếc thuyền, còn không bình thường là trông nó cũng đơn giản thôi. Đây, xa xa bên kia chính là những cái căn biệt thự view hồ tại khu sau biển. Nhìn xa để chúng ta thấy được là quảng trường cá voi. Đẹp của chị rất là đẹp luôn. Những cái không gian cảnh quan ở đây nó tạo nên kiểu như cái không khí cũng như cái môi trường sống nó trong lành lắm, nó trong lành và nó rất là đẳng cấp. Kiểu như là khi đã vào trong này rồi ấy, không khác gì chúng ta đứng trên biển ấy. Đấy, không gian nó tuyệt vời lắm cô chú chị ạ. Đấy. Và đặc biệt là cái kiểu như cái không khí thời tiết nó rất là dễ chịu luôn đấy. Không khí nó rất là dễ chịu. Đây, bên đây là những cái bếp nướng.
đây. Ở đây thì chúng ta có thể ngồi những cái chiếc ghế như này. Chúng ta ngồi đây chúng ta thư giãn ngắm hồ. Đấy, mát. Vâng, cảm giác tề thế. Rất là mát luôn. Mát lắm quý vị. Bên đây chính là những cái căn biệt thự tại khu san hô. Nhìn đẹp không ạ? Nhìn rất là đẹp luôn. Không gian vườn nướng BBQ tại Hồ Ngọc Trai cũng ở đây thì có rất nhiều cái bếp nướng. Bên cạnh bếp nướng thì bố trí những cái bàn như này để chúng ta ngồi ăn tiệc. Đấy, bên đây là những cái căn biệt thự đơn lập mặt hồ Ngọc Trai, mặt hồ san hô. Khi chúng ta đặt bếp nướng thì nó luôn luôn đánh số như này để chúng ta đã đặt bếp nướng số 11. Đây là vườn nướng BBQ số 11. Mỗi cái vườn nướng, mỗi cái bếp nướng sẽ có số hiệu khác nhau. Để khi chúng ta đặt thì chúng ta tới thì chúng ta lựa chọn đúng cái vị trí của những cái bếp của chúng ta. Đây. Đấy, thiết định vừa đứng lên thì có hai anh chị ra ngồi ở ghế đấy quý vị. Rất là hay luôn nhá. Không gian nó thoáng, nó đẹp. Vâng. Thiết định hôm nay thì mục đích của thiết định là muốn quay lại cái cảnh quan tại vườn nước BBQ Hồ Ngọc Trai cho quý vị chị xem. Thiết định xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị chị chúng ta đã theo dõi video của Thiết định. Hãy nhớ ấn nút đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Thiết định xin cảm ơn chân thành toàn thể quý vị chị chúng ta thời gian qua đã ủng hộ kênh YouTube của Thiết định. Chúc cô chú anh chị chúng ta có ngoài làm việc sức khỏe hạnh phúc và luôn luôn tràn ngập niềm vui. Thiết định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị chị chúng ta ở những video tiếp theo. Thiết định xin chào.